Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Ngay sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, tân chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu nhậm chức chứa nhiều thông điệp quan trọng. Cụ thể, sáng ngày 22 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm sau khi được tín nhiệm cao bầu giữ chức chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó, phát biểu nhậm chức Tân chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông giữ trọng trách chủ tịch nước. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. Tân chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: "Đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân." Theo chủ tịch nước Tô Lâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Tân chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để ông có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước. Mặt khác, điều này cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới. Tân Chủ tịch nước cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước trong giai đoạn mới, kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển cùng nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại. Lời cam kết của Chủ tịch nước cũng hướng đến mục tiêu chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ cùng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Mục tiêu khác được ông nhấn mạnh là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam, tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Tân Chủ tịch nước cũng chia sẻ, cam kết kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao, cây tre Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước. Đối ngoại nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xử lý hiệu quả từ sớm từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tiếp tục tích lũy thế và lực củng cố vai trò vị trí của việt nam trong nền chính trị thế giới nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại cũng là một thông điệp được tân chủ tịch nước chia sẻ bên cạnh đó tân chủ tịch nước tô lâm hứa không ngừng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng đề cao trách nhiệm nêu gương ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tân Chủ tịch nước chia sẻ: Với sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 về nội dung phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương đã thống nhất rất cao việc giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an được thực hiện theo 3 bước và người đảm nhận vị trí quan trọng này phải đảm bảo 17 tiêu chuẩn chung, 6 tiêu chuẩn riêng theo quy định số 214 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo điều 98 Hiến pháp năm 2013 thì Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an. Theo điều 70 Hiến pháp năm 2013 thì Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo Điều 88 Hiến pháp năm 2013, thì Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn, đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Từ các quy định của Hiến pháp năm 2013 vừa nêu, thì Bộ trưởng Bộ Công an sẽ được bổ nhiệm theo 3 bước như sau. Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, Quốc hội ra nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội. Hiện nay, Hiến pháp năm 2013, Luật Công an nhân dân không quy định cụ thể về tiêu chuẩn để một người có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, để được giữ chức vụ rất quan trọng này thì người đó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây. Theo quy định 214 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng. 1. Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. 2. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 3. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 4. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. 5. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống. 1. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. 2. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. 3. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 4. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm trái với các quy định của Đảng, nhà nước trong công tác cán bộ tiêu chuẩn chung về trình độ. Tốt nghiệp đại học trở lên, lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước ngành chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, trình độ ngoại ngữ tin học phù hợp. Tiêu chuẩn chung về năng lực và uy tín. 1. Có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén chính trị, có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Pháp luật của nhà nước có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt. 2. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách. 3. Kịp thời nắm bắt những thời cơ, vận hội, phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn, chủ động đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả. 4. Năng động, sáng tạo, cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, nói đi đôi với làm, có thành tích nổi trội, có kết quả và sản phẩm cụ thể, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ. 5. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, quân chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao, Tiêu chuẩn chung về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. 1. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. 2. Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu chuẩn riêng để được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. 1. Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực, có trình độ cao và am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước, nắm chắc pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế. 2. Có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực được phân công và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 3. Có năng lực phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và giữa trung ương với địa phương tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách chung của Đảng, nhà nước. 4. Có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, quyết liệt kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp, thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 5. Không bị chi phối bởi lợi ích nhóm. 6. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp thứ trưởng hoặc phó trưởng ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo trên kênh youtube của Báo Tiền Phong.